Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Tốt Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin thú vị có trong ngày nhé. Trang BGS đưa tin vào tối ngày 15 tháng 7, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ khi chia sẻ một clip nghịch ngợm chơi đồ chơi đua ô tô vốn dành cho các bạn nhỏ. Ngay sau khi đăng tải thì video này đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem và nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội. Rất nhiều netizen cho rằng mỹ nhân họ Triệu đang dành thời gian bên cậu con trai nhỏ tưởng tượng nên chơi ké đồ chơi của con trai. Nếu như món đồ trong clip chính xác là của bé tưởng tượng, thì đây chính là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh đăng clip khoe khéo việc chăm sóc và chơi với con trai. Nhiều nguồn tin trước đó cho rằng bố mẹ Phùng Thiệu Phong là người chăm sóc chủ yếu cho tưởng tượng, mỹ nhân họ Triệu chỉ có quyền tới thăm. Ngoài ra vì áp lực sinh con, Triệu Lệ Dĩnh rụng tóc rất nhiều, cần có thời gian chăm lo sức khỏe cho bản thân. Vì muốn dành nhiều thời gian bên con mà suốt nửa năm cô không có bất cứ một kế hoạch quay phim nào. Nguồn tin từ trang VJS cho hay nàng Sam Sam đang có kế hoạch giành bằng được quyền nuôi con. Nhắc đến mỹ nhân hách tuổi thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung thì chắc chắn Đàm Tùng Vận là cái tên hot nhất. Sinh năm 1990, năm nay đã 31 tuổi, vậy nhưng cô nàng sở hữu visual chẳng khác nào học sinh cấp 3. Có lẽ chính vì lý do này mà Đàm Tùng Vận được nhiều đạo diễn lựa chọn đóng vai chính trong các bộ phim chủ đề thanh xuân vườn trường, tình cảm trăm sáng. Rất nhiều netizen đã trở thành fan của nữ diễn viên vì nét đẹp ngọt ngào, ngây thơ và đáng yêu. Vào tối ngày 15 tháng 7 thì Đàm Tùng Vận bất ngờ trở thành cái tên hot trên mạng xã hội khi nàng Cảnh đăng loạt ảnh tự khoe mặt mộc 100% của mình. Cho các bạn một cơ hội được nhìn thấy mặt mộc của tôi nè. Và ngay lập tức thì các fan nhanh chóng nhảy vào soi bằng được visual không son phấn của nữ diễn viên. Hóa ra thì thánh hách tuổi cũng có khuyết điểm nhan sắc. Đàm Tùng Vận khoe cận cảnh mặt mộc của mình, không dùng app cũng chẳng chỉnh sửa Photoshop. Rất nhiều fan nhận ra quầng thâm rõ rệt quanh mắt, hậu quả của những đêm thức khuya đóng phim. Vậy nhưng thì soi khuyết điểm là vậy, dân tình vẫn đổ rầm rầm trước làn da mịn màng căng bóng của Đàm Tùng Vận. Chẳng cần son phấn, nước da của nữ diễn viên vẫn bóng khỏe, không hề bị mụn tấn công. Rất nhiều fan cho rằng nét đẹp tuổi 31 của Đàm Tùng Vận chẳng khác nào cô sinh viên 21 tuổi. Đàm Tùng Vận trẻ thật đấy, mặt mộc quá đỉnh, ảnh tự chụp xinh chẳng kém lúc đi sự kiện. Trước đây thì Đàm Tùng Vận cũng đã từng khoe cận cảnh visual siêu xinh lên mạng xã hội. Và mỗi lần đăng ảnh selfie, cô nàng đều hút lượng tương tác cực khủng. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!